trân trọng giới thiệu đến các bạn tác phẩm không phải huyền thoại của tác giả Hữu Mai, một cuốn sách đặc biệt phác họa chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng vô cùng kính yêu của nhân dân Việt Nam. Phần 30. Hoàn toàn làm chủ sân bay. Từ sáng sớm, pháo và súng cối của địch ở các cứ điểm phía đông đã liên hồi vào cánh chiến hào ở phía đông sân bay của ta. Khẩu trung liên của ta bị tắc. Thừa lúc hỏa lực ta ngừng, chúng tập trung quân ùa vào chiến hào của ta và chiếm được hai đoạn ngắn chiến hào ta hình cánh cung nên hỏa lực bắn thẳng của địch mất tác dụng. Địch lọt vào chiến hào chưa thể phát triển được, nhưng ta cũng khó đánh bật được chúng. Và lại ra khỏi công sự và giao thông hào lên mặt sân bay thì dễ dàng chúng mảnh đạn pháo của ta và địch, do đó chúng tìm cách cố thủ tại chỗ. Quốc trị cùng với liên lạc viên khiên, đi theo giao thông hào ra sân bay để xem lại tình hình. Vừa vào sân bay được một quãng, một chiến sĩ bỗng nắm tay anh lại. Tiểu đoàn trưởng yên tâm, chúng tôi sẽ quyết giữ vững trận địa. Đồng chí đừng ra đấy, đồng chí còn phải chỉ huy cả tiểu đoàn. Nói rồi anh trò những phát đại bác đang nổ liên tiếp trên trận địa. Anh cúi xuống siết chặt tay người chiến sĩ. Không ngại gì đâu, mình lên xem lại công sự và quan sát địch, dặn thêm anh em ít câu thôi. Đồng chí cứ yên trí. Điềm, xạ thủ súng máy, đứng đầu hào với khẩu súng chó nòng về phía trước, ngoái lại nhìn tiểu đoàn trưởng mỉm cười chúng chuồn rồi các anh ạ. À. Bọn Lê Dương đang náu ở một con mương cách đây hơn 100 mét. Em đón nó ở đây, loạt đạn đầu cũng bắt mươi thằng nằm lại. Thế là đợt tấn công thứ ba của hai tiểu đoàn Lê Dương. Một đại đội Maroc Canh, năm xe tăng với pháo binh địch đã thất bại. Trung đội một tuy tổn thất khá nhiều vẫn đứng vững trên trận địa của mình. Trung đội 2 và 3 vẫn bám chắc mé tây sân bay. Pháo binh tạ vẫn kiềm chế được cứ điểm Hải từ chiến hào hai lên tìm quốc trị. Từ buổi sáng, cứ thế Hải léo đéo theo mình. Quốc trị đã trao cho anh nhiệm vụ quay trở về chiến hào hai củng cố lại hầm hào cho thật tốt, Đề phòng lúc bị địch đánh mạnh phải rút khỏi chiến hào tiền duyên. Hải nhìn trận địa ở quãng này gần như bị san bằng. Công sự hỏng hầu hết, trung đội một hao hụt một nửa, đề nghị với quốc trị. Trận địa như thế này, nếu địch tiếp tục tiến công thì khó giữ. Công sự ở tuyến 2 đã được củng cố, anh xem có nên cho trung đội một lui về tuyến hay không. Quốc trị đồng ý cho trung đội một rút về phía sau củng cố lại đơn vị. 20 phút sau, khi trung đội 1 đã rút, địch dập thêm một loạt pháo nữa vào trận địa không người rồi cho bộ binh sung phong lên lần thứ tư để chiếm lấy trận địa bò ngò. Chính lúc đó pháo binh ta với dồn dập nã vào đấy. 8 giờ, ta đã củng cố lại lực lượng. Quốc trị quan sát thấy bọn địch bị thương vong khá nhiều vì pháo của ta chúng cho rút một số lớn về phía nam, chỉ để lại chừng một trung đội chiến giữ sân bay. Đồng thời pháo binh của chúng náo vào trận địa phía sau của ta, còn pháo của ta cũng đang bắn vào trận địa pháo địch. Chỉ hội ý cùng ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định phản kích tiêu diệt một số địch còn lại đó, vì nếu không đánh, để địch củng cố được trận địa thì có thể chúng dựa vào đó làm bàn đạp mà đánh tràn ra trận địa sát sân bay của ta. Quốc trị báo cáo lên trung đoàn đề nghị pháo tiểu đoàn sẽ bắn vào trận địa cũ còn pháo trung đoàn và của bộ sẽ bắn vào địch quanh sân bay để chi viện. Lập tức, trung đội hai được lệnh xung phong theo giao thông hào lên thành một mũi nhọn. Những đợt chiến đấu đó đã không diễn ra theo ý định. Chiếc xe tăng còn lại vẫn án ngữ bắn ngăn chặn đường tiến của trung đội 2. Đồng thời, pháo địch ở Mường Thanh rót vào đuôi trung đội. Chúng dùng đạn nổ trên không, mạnh bắn xuống các giao thông hào để sát thương ta. Trung đội 2 vào một thế tiến thoái lưỡng nan. 20 đồng chí bị thương vong, kể cả trung đội 2 và trung đội 3 ở phía sau. Chiến sĩ phải giặt vào các hầm hàm ếch để tránh đạn. Trên đầu pháo nổ đinh tai nhức óc, mảnh đạn cứ lao xèn xẹt. Hết chiến sĩ nào ra khỏi hầm thì khó mà an toàn. Như vậy là chưa chạm vào bộ binh địch mà số thương vong khá lớn. Trong lúc đó, pháo địch ngày càng nã mạnh vào trận địa phía sau. Rõ ràng A đoán không sai, chúng sẽ tấn công ra để giải vây cho phía tây sân bay nếu đại đội một phải chuyển thương binh về thì coi như đã gần hết người. Chị hạ lệnh cho rút về phía sau và đưa đại đội hai ra thay thế để chặn địch. Lúc này địch đã tranh thủ đào được công sự, sửa được mương phía nam sân bay và tiếp viện thêm hai trung đội vào trận địa đã chiếm được. Chúng dựa vào sự yểm hộ của pháo binh và lấn dần ra ngoài. Sau gần một tiếng đồng hồ chúng chiếm được 50 thước giao thông hào ngoài sân bay, cách sở chỉ huy tiểu đoàn ngót 50 thước. 9 giờ, Pháo ta bắn dồn dập 3 phút vào trận địa địch, đại đội 2 được lệnh xung phong. Cuộc chiến này diễn ra rất nhanh, gọn. Đại đội 2 diệt 20 địch trong giao thông hào, bắt sống 2 tên và chiếm lại 50 thước giao thông hào phía ngoài sân bay. Quốc trị cho đưa tù binh lên trung đoàn hỏi cung và báo cáo trung đoàn để chuẩn bị đánh chiếm lại trận địa Tây sân bay trong chiều nay. Một lát sau, quốc trị đang nghe sáng báo cáo tình hình qua điện thoại thì bỗng có nhiều tiếng nổ dữ dội liên tiếp và tiếng nói bị đứt hẳn. Phía ngoài, chiến sĩ cảnh giới vọng vào, địch lại bắt đầu tấn công. Lát sau, liên lạc quang chạy về. Chính lúc sáng nói chuyện qua điện thoại với tiểu đoàn, một loạt pháo địch dập xuống giao thông hào. Đại đội trưởng sáng hy sinh. Vừa lúc đó, quân địch ảo ạt xông tới. Thêm hai trung đội trưởng và khoảng 20 chiến sĩ vừa chết vừa bị thương. Trung đội trưởng hỏa lực rung lên thay thế đại đội trưởng chỉ huy đại đội. Cuộc chiến đấu rằng co, gây gắt quân ta vẫn bám chặt chiến hào hơn khiên quân địch phải bỏ dở cuộc tấn công. 11 giờ trưa, đại đội 3 được điều ra thay thế đại đội 2 làm nhiệm vụ. Quốc chỉ ra lệnh cho đại đội trưởng Thiêng phải đánh lấn, không thể thoát ly công sự xung phong ảo ạt được. Thiêng liền cho bộ đội cứ đánh một quãng lại củng cố công sự. Đơn vị chia ra từng tổ ba người, một trung liên, một tiểu liên, một lựu đạn. Đồng chí mang lựu đạn đi sau, có nhiệm vụ quan sát, phát hiện địch ở xa chỉ cho Trung Liên bắn. Địch ở gần thì dùng tiểu liên và nén lựu đạn. Tổ đi trước mở đường thì tổ đi sau đào sửa công sự và phối hợp đánh địch với tổ đi trước. Súng cối tiểu đoàn bắn chi viện, dọn đường cho các tổ. Đại đội ba nhích dần từng đoạn. Đánh như vậy rất chậm, nhưng địch cứ phải lùi dần, lùi dần, và đại đội ba cứ lấn lên. Thiền đi cuối trung đội một, vẫn cái dáng điệu chậm chạp, trầm tĩnh, khi thì ra lệnh cho bộ binh bắn địch, khi thì hướng dẫn tỉ mỉ cho các chiến sĩ cách đào khoét hào sao cho nhanh, lấy đất sao cho gọn. Cả đơn vị giống như những con dế rũi đất, làm việc khẩn trương nhưng cần cù, mặc dù trên đầu đạn vẫn đan nhau từng chập. Trời đã xế chiều. Quốc trị bắc ống nhòm quan sát sân bay một lượt, bọn địch đang nhớn nhắc. Chiếc xe tăng quay đầu về phía trung tâm Mường Thanh. Với kinh nghiệm bản thân, quốc trị biết địch đang muốn rút, chúng không dám ở lại ban đêm. Từ trưa tới giờ, đại đội 3 đã mở 3 đợt đánh lấn và đã thọc vào sân bay hơn 20 mét. Không nên bỏ lỡ thời cơ lúc này. Quốc trị gọi điện lên trung đoàn đề nghị cấp trên tập kích một đợt pháo và sẽ cho bộ đội xung phong bất ngờ tiêu diệt quân địch. Kế hoạch được chấp thuận ngay. Pháo của ta rót xuống trận địa địch dồn dập, cắt đội hình của giặc. Tiểu đoàn Lê Dương phía nam sân bay vội rút, còn đơn vị chiếm trận địa ở sân bay thì chết dí tại chỗ quốc trị ra lệnh cho đại đội ba sung phong. Lập tức quân ta ảo ạt nhảy khỏi giao thông hào sông thẳng lên. Địch đang rút lui. Không tài nào chống cự nổi. Số lớn bị diệt tại chỗ. Một số khác còn lại chạy toán loạn. Ta chiếm lại hoàn toàn trận địa ban sáng. Chừng 50 xác giặc ngổn ngang dưới một đoạn chiến hào. Trên miệng giao thông hào quanh trận địa có đến trăm cái xác. Từ đó đến tối, pháo địch im lặng. Sương đêm lành lạnh làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn cho đến bây giờ mới được ăn cơm. Không ai nói chuyện. Một chút gì phẳng phất như niềm tự hào riêng, vui buồn xáo trộn. Một chút tự hào của người chiến thắng. Một cái buồn tê tái khi nghĩ đến đồng đội đã hy sinh. Nhiều chiến sĩ tươi trẻ hồn nhiên vui đùa, đầy tinh thần lạc quan, hăng hái sách súng ra đi. Thế mà bây giờ sẽ mãi không bao giờ quay trở lại. Quốc trị bẻ nắm cơm nhai chậm chạp mà không muốn nuốt bộ đội lại tiếp tục đảo công sự cắt sân bay. Cấp trên đã cho thêm đơn vị bản tới giúp sức. Tiểu đoàn được bổ sung 20 chiến sĩ mới. Đại đoàn gửi điện khen ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của đơn vị. Địch vẫn không động tĩnh gì. Mũi chiến hào thứ hai đã thọc rất nhanh, cắt ngang đường bằng. Giao thông hào cũ bị đạn đại bác của địch cày lên nay biến thành mồ trôn xác giật. Anh em phải tốn nhiều công mang xác của chúng xuống giao thông hào và lấp đất lại, trôn tại chỗ. Chiến hào được đào sang bên cạnh một đoạn mới. Gần sáng, chiến hào 1 và chiến hào 2 đã được nối thông với nhau bằng một số đường nhánh, tạo thành một trận địa vòng tròn tựa lưng với nhau. Sáng ngày 14 tháng 4 năm 1954, toán địch đầu tiên đi tuần trên sân bay, chợt nhận thấy đường hào ở phía tây đã cắt đứt liên lạc giữa Huguet 1, cứ điểm 206 và Huguet 6, cứ điểm 105 với khu trung tâm một lực lượng Việt Minh đêm trước đã đột nhập sân bay đào một đường hào cắt ngang gần như cắt đứt một phần ba phía nam sân bay ở khoảng giữa Huget 1 và Huget 2. Cũng lúc đó Huget một báo cáo mặt trận phía tây của mình gần như bị đường hào của Việt Minh vây kín. Những đường hào này chỉ còn cách hàng rào dây thép gai của cứ điểm 15 mét. Buổi trưa, những đơn vị dù 6 và 8 thử mở đường tới Huget 1, tới Bắc và Tây Huget 5. Đông Hu 2 và Bắc e, -V e thì vấp phải những bãi mìn mới cải xuyên sân bay và bị hỏa lực đối địch bắn mạnh. Điều đó có nghĩa là giờ đây Hu 1 và Hu 6 hầu như bị cắt khỏi tập đoàn cứ điểm. Nếu chúng thất thủ thì tập đoàn cứ điểm sẽ mất 20% diện tích và 2 phần 3 sân bay. Kastis nhận ra đối phương không từ bỏ bao vây mà ngược lại đang tìm cách thúc đẩy nó một cách giáo diết hơn. 13 giờ 30 phút, Re Kastis gửi cho bức điện số 07 trên 01-1 số phận của G, O, N, O sẽ được định đoạt trước ngày 10 tháng 5. 2. Trận địa phát triển đe dọa Huget 1 và Huget 6. Mưu toan giải tỏa Huget 1 tiến hành sáng nay vấp phải nhiều bãi mìn giữa Huget 1, Huget 3, Huget 5 và hỏa lực súng cối và pháo binh. Sẽ tiếp tục khi trời tối đồng thời với việc sửa chữa đường băng. Theo kế hoạch, hai trung đoàn của 308 và hai trung đoàn của 312 đã được triển khai chung quanh phía bắc sân bay. Cứ điểm 206, sáu, 1, bảo vệ phía tây sân bay đã bị chiến hào của trung đoàn 36 cắt rời khỏi Mường Thanh. Cứ điểm 105, năm, 6, ở phía bắc sân bay cũng bị chiến hào của trung đoàn 165 bao vây. Hai mũi chiến hào của 308 và 312 đang nhanh chóng đâm ngang vào giữa sân bay. Đêm 15, chiến hào của Trung đoàn 88 ở phía Tây và chiến hào của Trung đoàn 141 ở phía Đông đều vượt qua 5 lần rào tiến vào sân bay. Trận đánh quan trọng tiêu diệt trung tâm để kháng bảo vệ sân bay Mường Thanh đã bắt đầu không có hỏa pháo chuẩn bị, không có dấu hiệu nào báo trước. Nhận thấy sân bay Mường Thanh có nguy cơ cắt làm đôi và hù ghét 6 ở đầu bắc sân bay sắp bị tiêu diệt. Một nửa sân bay Mường Thanh, chiếm một phần năm diện tích tập đoàn cứ điểm, sẽ lọt vào tay đối phương. Zekashi ra lệnh len le lập tức tiến hành giải tỏa sân bay. Trước hết là tiếp tế cho Huget 6 ở đầu bắc sân bay có thể bị tràn ngập bất cứ lúc nào. Từ khu trung tâm Mường Thanh lên tới Huget 6, cứ điểm 105, nằm ở đầu bắc sân bay có 3 con đường. Đường thứ nhất qua sân bay, bằng phẳng, dài 1.500 mét thường xuyên bị hỏa lực ta bắn phá và lúc này đã có một trận địa nằm cắt ngang. Đường thứ hai tiến dọc phía tây sân bay, sử dụng một phần những gì còn lại của con đường Pavi nhưng muốn tới được Huget 6 phải vượt qua những tuyến hào đối phương đã vây chặt Huget 1. Đường thứ ba là con hào thoát nước chạy dọc phía đông đường băng đến đoạn thắt cổ chai ở Huget thì buộc phải băng qua sân bay chống trải từ đông sang tây để tới được Huget 1 và Huget 6. Mỗi ngày đội quân bé nhỏ của Huget 6 cần phải có 400 lít nước vận chuyển trên con đường 3.000 mét trước mũi súng của Việt Minh. Chúng bắt những tù binh được bắt từ trước tới làm nhiệm vụ vận chuyển nhưng những người này không thể đi thông suốt con đường nếu không được bảo vệ bằng những trận đánh thực sự. Liền trong 3 ngày 15, 16, 17 tháng 4, Bích Earth huy động 3 tiểu đoàn dù số 1, số 2 và số 6 mở cuộc hành binh giải tỏa và tiếp tế cho Huguet 1. Bọn lính Lê Dương ở cứ điểm này không những thiếu đạn dược, mà còn thiếu cả nước uống. Ngày đầu tới gần Huguet 1, đoàn quân giải tỏa với trạm đường hào của tiểu đoàn 23 mới xuất hiện trên sân bay nhưng nó đã phải mất 4 giờ liền để vượt qua. Ngày thứ hai và thứ ba thì quân địch đứng trước cả một trận địa với lớp lớp chiến hào và những ụ súng. Thêm vào đó là sắc một chiếc máy bay, chiếc Curtis Commando, còn nằm trình ảnh trên đường băng, đã trở thành một công sự nổi giúp cho đối phương đặt liên thanh quét gục những tên lính Lê Dương hăng hái nhất định xông lên. Lúc này, chiến hào của trung đoàn 165 từ bốn phía đã luồn vào bên trong hàng rào dây thép gai của cứ điểm 105. 15 ụ súng ở Tiền Duyên bị đê ta bắn sập. Nhiều đám rào bị cắt trụi. Binh lính địch không có cơm ăn, nước uống, ló đầu ra ngoài công sự là trúng đạn bắn tỉa. Cuộc hành binh tiếp tế cho Huguet 6 đã mang lại cho Leng Le tổn thất về lực lượng ứng chiến lớn hơn cả những đợt phản kích giành lại đồi C1. Leng Lè thấy không thể tiếp tục sự hy sinh vô ích này đề nghị dè Khashish cho rút Huguet 6 khỏi đầu bắc sân bay. Ngày 18, Phó Chỉ huy khu trung tâm Bích Ướt vét được một đại đội còn thuộc tiểu đoàn Du 6 và một đại đội thuộc tiểu đoàn 1 Ma Đốc mở một cuộc hành binh về phía Huguet 6, hy vọng cùng với đại đội Lê Dương tại đây tổ chức một cuộc rút lui về Mường Thanh. 2 giờ, cuộc hành binh bắt đầu, nhưng khi chạm vào trận địa sân bay toán quân này đã bị thiệt hại nặng vì lưới lửa của tuyến phòng thủ phía trước đã được bố trí rất hoàn thiện tới mức nếu liều lĩnh tiến lên chỉ là sự hy sinh vô ích. Cuộc hành binh đã hoàn toàn xa lầy. Mở sáng, một bộ phận quân Pháp đã phải rút về một điểm tựa công binh vừa bố trí tại khu hào thoát nước ở mép sân bay. Khu hào này có thể che chắn phần nào đạn của Việt Minh nhưng nó cũng đang ngập nước. Vào 7 giờ 30 phút, Bích ớt hiểu rằng không phải ở điện biên này cứ dám làm liều rồi sẽ có lối thoát kế hoạch đón Huguet 6 thất bại và cứ kiên trì thì lợi sẽ bất cập hại ngay cả khi cứu được một vài người trong cái số khốn khổ này. Bích Cất thông báo qua điện đài cho viên chỉ huy Huguet 6 có thể bỏ lại tất cả thương binh, mở một đường tháo chạy về Mường Thanh, hoặc đầu hàng. Nhưng viên chỉ huy Huguet nói y và đại đội Lê Dương sẽ bỏ lại thương binh và vũ khí hạng nặng, chủ yếu sử dụng lựu đạn và phá vây vào lúc 8 giờ những tên lính lê dương ở huget đeo lên ngực và lưng những bao đất lưng lưng để tránh mảnh lựu đạn tập hợp lại trong đường hào hướng về phía nam cách tuyến hào của ta không đến 30 mươi m với hy vọng đối phương sẽ bị bất ngờ vì chỉ đề phòng đối phó với quân cứu viện từ mường thanh đánh giả chứ không thể nghĩ là lại bị quân từ cứ điểm tuyệt vọng lao ra sương mù buổi sáng che chở cho họ một phần trước đối phương sau một loạt lựu đạn và sự trợ lực của một khẩu trung liên duy nhất của một viên hạ sĩ bị thương tình nguyện ở lại bắn yểm trợ toán quân nhảy qua hào của đối phương có những người lính đang ngơ ngác, rồi lao đầu chạy về một cứ điểm của Pháp. Đến lúc đó, các chiến sĩ của ta mới kịp thời nổ súng. Khi Bích Earth, chỉ huy cứ điểm, tập hợp quân tại Huget 2 vào lúc 10 giờ thì đại đội này đã bị 106 người chết, 49 người bị thương và 79 người mất tích. Trong số 16 sĩ quan của Huget 6 chỉ có 5 người sống sót. Nằm sâu bên trong, Huguet 1 cũng bị trung đoàn 36 bao vây bằng trận địa chiến hào từ một tuần qua. Sau khi Huguet 7 và Huguet 6 bị tiêu diệt, Huguet 1 trở thành vị trí đột xuất ở phía bắc khu trung tâm. Bảo vệ vị trí là đại đội 4 của bán lữ đoàn Lê Dương 13. Những tên lính Lê Dương ở đây chống cự khá quyết liệt. Các chiến sĩ Bắc Bắc 2 đã có kinh nghiệm tiêu diệt vị trí 106, kiên trì chiến thuật vây lấn, quyết tâm giành thắng lợi với tổn thất ít nhất về người và vũ khí suốt thời gian chuẩn bị, cán bộ, chiến sĩ luôn luôn cùng nhau bàn bạc cách khắc phục mọi khó khăn để tiếp cận một cách nhanh chóng cứ điểm địch. Họ đã dùng những con cúi làm lá chắn, đưa chiến hào từ xa tiếp cận cứ điểm. Những khối dơm biện dài 2 mét, đường kính 1 mét 50 đã hút hết đạn thẳng, bảo đảm an toàn cho những người đào trận địa phía sau nó. Sáng ngày 19 tháng 4, ba mũi hào của 36 đã đâm vào sát hàng rào của địch. DKZ bắn sập dần những u súng ở tiền duyên trong đêm, thỉnh thoảng lại có một loạt súng cối nã vào vị trí. Quân địch luôn luôn thấp thỏm tưởng là trận đánh đã bắt đầu. Máy bay phải thả dù tiếp tế trực tiếp xuống ký điểm. Nhưng những tên lính không dám rời hầm ra lấy vì sợ đạn bắn tìa. Hu ghét một kêu cứu với mường thanh. Không thể mất tiếp vị trí này, vì mất nó là mất sân bay. Re Kachis buộc phải điều hai trung đội bộ binh và hai xe tăng, cùng với một trung đội lê dương từ khu trung tâm tiến ra. Dưới sự yểm trợ của pháo binh, lấp các chiến hào. Trung đội bảo vệ của ta buộc phải lùi ra xa, dùng súng bắn tỉa quân địch. Chiến sĩ Descartes Trần Đình Hùng, khu máy ngắm bị hỏng, đã bình tĩnh ngắm mục tiêu qua nòng súng, lắp đạn, bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc quân địch phải rút lui. Các chiến sĩ 36 cũng bắt đầu gặp một khó khăn mới. Chiến hào vào gần cứ điểm thì con cúi giảm tác dụng nó không ngăn được hỏa lực lướt sườn cũng như liệu đạn từ trong đồn ném ra và còn làm lộ vị trí của bộ đội. Một số chiến sĩ bị thương, tốc độ đào chiến hào chậm hẳn lại. Mấy chiến sĩ tân binh, vốn là du kích ở địch hậu, đề nghị cho đào rũi, khoét ngầm dưới mặt đất vào tới lô cốt địch, vừa giảm thương vong vừa giữ được bí mật. Lúc đầu, cán bộ ngại làm theo cách này, nhưng khi cho một tổ đào thử, thấy không chậm hơn đào chiến hào lộ thiên, vì có thể đào được cả ban ngày. Phương án đào rủi được chấp nhận, tuy có vất vả nhưng tránh được thương vong. 22 giờ đêm 22 tháng 4, trung đoàn 36 cho lệnh dùng những phân đội nhỏ đánh vào cứ điểm chiếm một số lô cốt đầu cầu. Số đạn lựu pháo hỗ trợ cho họ cũng giống như mọi đêm, 20 quả. Nhưng khi lựu pháo mới bắn tới phát thứ 13, thì xung kích đã yêu cầu ngừng ngay. Ba mũi tiến công cùng lúc từ lòng đất nhô lên đặt bộc phá giật đổ ba lô cốt đầu cầu. Binh lính lữ đoàn 13 kinh hoàng khi thấy những người lính đội mũ lá, cầm súng có lưỡi lê đã xuất hiện giữa đồn, chỉ còn cách giơ tay đầu hàng. Không bỏ lỡ cơ hội quý giá, cả ba mũi đánh thốc vào khu sở chỉ huy. 15 phút sau, trung đoàn mới kịp đưa tiếp vào đồn thêm hai trung đội. Trong vòng không đầy một giờ, bộ đội ta đã làm chủ hoàn toàn hu ghét một. Phần lớn số 17 lính Lê Dương bảo vệ vị trí bị bắt sống, bộ đội ta đã tiêu diệt một vị trí quan trọng do một đơn vị lên dương sừng sỏ bảo vệ, với tổn thất không đáng kể. Nghe tù binh báo cáo viên chỉ huy cứ điểm tử trận và điện đài bị hỏng nay từ luật đạn pháo đầu tiên, Trung đoàn trưởng 36 chỉ thị cho bộ đội sử dụng những khẩu đại liên trong đồn địch, thỉnh thoảng lại bắn từng loạt ra ngoài như mọi đêm. Mường Thanh yên tâm tưởng chưa có chuyện gì xảy ra với Huguet một trong lúc bộ đội ta thu dọn chiến lợi phẩm năm trận 206 đã hoàn thiện và thực sự khẳng định thành công của chiến thuật gọi là đánh lấn. Khởi đầu từ khi ta tiêu diệt các cứ điểm 106 và 105, đều thuộc trung tâm đề kháng Huguet bảo vệ sân bay, nằm trên cánh đồng. Một lần nữa, chúng ta càng thấy rõ tác dụng to lớn của cách đánh nhỏ truyền thống, thể hiện sự thông minh, sáng tạo, chủ động của những người chiến sĩ sinh ra từ đồng ruộng, bám đất bám làng chiến đấu trong suốt cuộc chiến tranh chiến công ở 206 chính là một biểu hiện tập trung của cách đánh đó. Cái chết không kịp cất tiếng kêu của Huguet một đã làm cho quân địch ở Điền Biên bàng hoàng. Từ giờ phút đó trở đi, mỗi khi đường hào của ta tới gần, quân địch không còn chỉ thấy đây là một mối đe dọa, mà chính là cái chết đã tới, một cái chết không báo trước xuất hiện từ lòng đất. 7 giờ 30 phút sáng 23 tháng 4, việc tên lính Lê Dương của bán lữ đoàn 13 chạy thoát về tới Mường Thanh, báo tin Huguet một đã thất thủ từ nửa đêm. Sau giây phút sướng sở, Rekashis đưa ra ý kiến cần phản kích giành lại vị trí đã mất. Leng Le và Bích Ất đều không tán thành, cho rằng làm như vậy sẽ hy sinh nốt những lương thực ứng chiến cuối cùng của tập đoàn cứ điểm. Kể cả trong trường hợp phản kích thành công thì cũng không còn lực lượng để duy trì Huguet một trước những cuộc tiến công mới sẽ còn tiếp tục. Rekashis vẫn giữ quyết định của mình. Leng Le giao cho Bích Ất nhiệm vụ tổ chức cuộc phản kích. Bích ớt điều các lực lượng dự bị còn lại thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn dù tiêm kích số 1, tiểu đoàn dù 6, tiểu đoàn 1 trung đoàn Lê Dương số 2 lên khu trung tâm đề kháng Esrian. rút toàn bộ tiểu đoàn Lê Dương dù số 2 đang đóng ở đây về Mường Thanh. Tiểu đoàn dù này mới được tăng cường từ ngày 10 tháng 4, tuy đã bị tổn thất, chỉ còn gần 400 người, nhưng vẫn là đơn vị mạnh nhất có thể tiến hành tốt cuộc phản kích. Bích ớt yêu cầu không quân dùng 12 máy bay tiêm kích ném bom và bốn máy bay ném bom B-26 đánh phá trận địa chiến hào trên sân bay trước cứ điểm Huguet. Một và một số mục tiêu sẽ được chỉ định từ 13 giờ 45 phút. Pháo binh của tập đoàn cứ điểm được lệnh sẽ bắt 1.200 phát đại bác và súng cối vào Huguet, một sau khi máy bay oanh tạc. Buổi trưa, trời nắng to trên cánh đồng Mường Thanh, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Các chiến sĩ đại đội 3 của Trung đoàn 88 phòng ngự trên sân bay, sau bữa cháo nóng ăn với đường phèn ngon lành, trừ những người làm nhiệm vụ cảnh giới, đều ngả lưng trong hàm ếch cho giãn gân cốt. Chợt cớ lệnh từ sở chỉ huy mặt trận, chuẩn bị đánh địch. Tản rộng đội hình. Địch sắp quanh tạc. Đại đội trưởng Mai viết thiền ra lệnh đánh thức bộ đội, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ 10 phút sau, đã nghe tiếng động cơ. Máy bay địch xuất hiện rất nhanh. Những chiếc B-26 bay thành từng tốp theo đội hình mũi tên. Các chiến sĩ cao xạ lập tức nổ súng. Những đám khói trắng bao bọc lấy máy bay, chúng chuyển sang đội hình thành hàng dọc, nối đuôi nhau lượn vòng và bắt đầu thả bom. Tiếng nổ nhức óc, nhưng tấm ghi lát đường băng tung lên. Rồi tai ù đi, chỉ thấy những cột đất và bụi đỏ bùng lên. Mặt đất rung chuyển. Không gian trở lại yên tĩnh. Địch đã thả hàng trăm trái bom nhưng chỉ có một số rơi trúng trận địa và sân bay. Tuy vậy, cũng đã có hơn một chục hố bom trên đường băng. Trên mạng lưới điện thoại của các đơn vị lời kêu gọi của Bộ Chỉ huy Mặt trận, các đồng chí bộ binh, pháo binh. Địch bắt đầu phản kích. Các đồng chí hãy bình tĩnh, anh dũng, quyết tâm hiệp lực bè gãy trận phản kích này. Bầu trời lại rung lên tiếng động cơ máy bay. Lần này là những chiến heo cát nối nhau bổ nhầu ném bom xuống 206, nơi chúng nghi bộ đội ta đã chiếm lĩnh. Đây chính là cơ hội cho những khẩu đội trọng liên phòng không của ta. Một chiếc heo cát trúng đạn lao xuống cầm đầu trên cánh đồng, đùn lên một cột khói đen kịt đây là trận oanh tạc dữ dội nhất từ ngày đầu chiến dịch. Dứt đợt oanh tạc của không quan, pháo binh địch chút đạn vào 206. Những trận địa cối từ các cứ điểm hu ghét 3, 4, từ trung tâm Mường Thanh cùng với ba xe tăng đồng loạt nổ súng yểm hộ cho cuộc tiến công. Tiểu đoàn Lê Dương dù hai chia làm hai cánh tiếng ra sân bay. Cánh chính có xe tăng mở đường tiến về trận địa của 88, cạnh phụ tiến về trận địa của 141. Trận địa hỏa lực đặc biệt đánh địch phản kích ở phía Tây gồm nay đại đội lự pháo, toàn bộ hỏa lực súng cối của đại đoàn 308 và 312 đã được tổ chức thành lực lượng hỏa lực thống nhất dưới một sự chỉ huy chung. Bộ chỉ huy hỏa lực gồm các tư lệnh 308 Vương Thừa Vũ, tư lệnh phó 321 Quang Trung, tư lệnh phó pháo binh 351 Nguyễn Thước đã sẵn sàng. Chờ địch vừa triển khai đội hình xong, tiểu đoàn trưởng Quốc Trị ra lệnh, mục tiêu cột đèn số 3, trước 208 Hu ghét hai, liệu pháo, bắn. Pháo binh ta lúc này mới lên tiếng. Sau những tiếng rít như xé vải, những cột khói đen chùm lên đám đông quân địch. Chúng đã nhận được đòn phủ đầu ngay từ vị trí xuất phát. Nhưng bọn lính dù không chịu lùi. Chờ pháo ta ngừng bắn, chúng tiếp tục xông về phía mặt trận ta. Một số lợi dụng đường rãnh thoát nước dọc sân bay. Một số lợi dụng những hố bom vừa xuất hiện trên đường băng các chiến sĩ đại đội ba nín lặng chờ quân địch tới thật gần, mới đồng thời nổ súng. Hàng loạt quân địch đổ ngục trước chiến hào. Chúng chạy lùi, tụt xuống những hố bom, rồi gọi pháo từ Mường Thanh và cứ điểm 208 gần đó, bắn đại bác và súng cối vào trận địa ta. Bất thần, một toán quân địch xuất hiện bên sườn trái đại đội 213. Bọn lính dù này khôn ngoan lợi dụng rãnh thoát nước sân bay, tiến lên bắt gặp một hố bom cắt đứt đường hào trận địa ta tạo điều kiện cho chúng thọc vào sườn đơn vị. Bỗng chốc thế trận của ta trở nên hỗn loạn. Địch và ta dùng tiểu liên, lựu đạn, lưỡi lê giành giật nhau từng đoạn chiến hào. Tiểu đoàn trưởng quốc trị quyết định cho bộ đội rút về tuyết chiến đấu phía sau. A ra lệnh cho bộ đội siết lại đội ngũ chuẩn bị sung phong và gọi lựu pháo bắn vào chiến hào tiền duyên, ít phút trước đây còn là của ta. Cán bộ chỉ huy lựu pháo phân vân, vì khoảng cách giữa ta và địch quá gần, nhưng bộ binh khẩn thiết yêu cầu, với lý do họ đã có công sự vững chắc, không lo trường hợp đạn pháo rơi tàn mắc. Tại trận địa hỏa lực súng cối, tham mưu trưởng Vũ Yên của 308 đã nhận thấy quân địch khi tiến, lui, thường lợi dụng những hố bom trên đường băng, ra lệnh cho các khẩu đội chuẩn bị cả cái xuống đây khi quân địch rút lui. Cánh đồng mường thanh rung lên dưới hỏa lực của lựu pháo ta. Quân dù phản kích bị thương vong nhiều trên trận địa chiến hào chúng vừa chiếm. Cùng lúc này, chúng được lệnh của Bích ớt rút lui. Bích ớt đã nhận thấy không thể để cho tiểu đoàn dù hy sinh một cách vô ích. Chờ pháo ta ngừng bắn, những tên lính dù sống sót bỏ chiến hào tháo chạy về Mường Thanh. Tiểu đoàn trưởng 23 hạ lệnh cho bộ đội chiếm lại chiến hào một. Pháo ta bắn đuổi theo quân địch rút chạy. Theo kinh nghiệm cũ, chúng lại lao xuống những hố bom. Những chiến sĩ súng cối chỉ còn chờ lúc này để cả cái. Leng Le và Bích ớt đều nhận xét tiểu đoàn Lê Dương dù hai trên đường rút về còn thiệt hại nhiều hơn khi tiến công. Sau trận phản kích ở sân bay Mường Thanh ngày 23 tháng 4, viên chỉ huy tiểu đoàn dù hai Lysenfeld, Lysenfeld bị mất chức. Các tiểu đoàn Lê Dương dù số 1 và số 2 lừng danh bị xóa sổ. Những binh lính còn lại của tiểu đoàn này được sắp nhập với nhau dưới một cái tên mới, tiểu đoàn bộ binh Lê Dương dù. Từ sáng tới giờ bật tăm không thấy một bóng máy bay không còn một tên địch nào trên đường băng, nhưng chắc vẫn còn một số quân địch cố bám và ẩn náu tại các chiến hào của ta, và đặc biệt chung quanh sân bay vẫn còn bảy cứ điểm của địch. Anh nuôi mang ra cho mỗi người một nửa ca chè bà cốt đặc sánh. Quốc trị và hải dựa vào vách hầm nhấm từng ngụm chè hưởng thứ hương thơm nồng nàn của vị gừng như sợ nó hết nhanh. Chị chăm chú nhìn hải rồi nói. Tôi vẫn nghĩ là hồi trình huấn cách mạng Việt Nam, anh không hề có khuyết điểm. Hải nhìn tiểu đoàn trưởng nói vẻ cảm ơn, nhưng dường như không hiểu. Mấy lần tôi định nói với anh, anh kể những chi tiết không cần thiết ra làm gì. Chuyện anh chào thằng Tây, chuyện bữa cơm. Những ý nghĩ điên rồ bất chợt nảy ra thì ai chả có. Nhưng sau đó anh đã có cả một thời gian dài vận động tổ chức. Anh em vượt ngục trở về thành công. Đó mới là cái chất cách mạng chính trong con người anh. Giả dạ mà hồi đó, tôi ở cùng tổ với anh, biết anh định kiểm điểm những chuyện này thì tôi sẽ khuyên anh đừng nói đừng bao giờ nói những ý nghĩ đó là có thực mình cũng đấu tranh mãi rồi mới nói ra mình thấy nó là cái xấu xa nhất trong con người mình là cái mình phải từ bỏ nên mình bộc lộ với đảng để mọi người giúp mình sửa chữa khuyết điểm đó hoàn toàn không phải là con người đích thực của anh nếu thế thì anh chẳng bao giờ trở về với chúng tôi đó chỉ là ma quỷ nó nhập vào anh một giây phút anh không kiểm soát được mình còn người anh không thể như vậy hải ứa nước mắt tôi đã không lầm khi xin xuống đây với anh anh nghĩ tôi có thể trở lại thành một người đảng viên tốt không lúc nào anh cũng là một người đảng viên tốt tôi không bao giờ nghĩ khác về anh mẹ cha nó lại giờ trò rồi tiếng máy bay từ xa vọng lại hai người cố nuốt thật nhanh ca chè những chiếc máy bay B-26 xuất hiện ở phía đông rồi vòng sang phía tây. Máy bay địch vọng lại lần nữa và nhằm giữa sân bay. Cao xạ của ta bắn lên như ngô giang. Nhưng máy bay vẫn lao tới. Quốc trị nhìn lên, những quả bom đen lũi lũi nối nhau lao xuống trận địa của tiểu đoàn. Tai không còn nghe thấy âm thanh. Chỉ thấy đất bụi văng lên trời cao rồi rút xuống như mưa. Hai tổ chiến đấu của ta ở cánh trái, trong đó có tổ trung liên của điểm, vừa bị đất vùi máy bay vừa đi khỏi anh em vội vã đào lên điểm chỉ ngất đi và lát sau tỉnh lại nhưng thiệt hại đáng kể hơn hết lại thuộc về phía địch một quả bom rơi trúng cánh chiến hào địch vừa chiếm hồi sáng nơi một số quân địch vẫn còn trụ lại đây sau đó là một luật đại bác từ trận địa mường thanh bắn ra giữa nơi tiếp giáp sân bay và trận địa sau của ta. chúng định bắn cắt đội hình ta để đưa quân từ các cứ điểm cùng với quân còn lại ở chiến hào lên phản xung phong nhưng khi bọn chúng vừa nhô ra được một quãng thì bị hỏa lực của đại đội 3 bắn áp đảo phải tháo lui. Nửa giờ sau, đại đội 3 mở đợt phản kích bất ngờ. Một số địch bị tiêu diệt, một số bỏ chạy tán loạn. Giặc bị quét sạch khỏi sân bay. Trận địa sân bay trở nên vắng lặng. Chỉ còn nghe thỉnh thoảng tiếng lách cách của súng đạn và tiếng lào xào của những anh hay tán chuyện. 11 giờ đêm hôm đó, tiếng pháo nổ rồn rập. Tiếng pháo bóng nổ rồn rập. Tiếng pháo bất ngờ lúc này làm cho chiến sĩ đại đội ba bật dậy như chiếc lò xo, so, lăm lăm cầm lấy súng. Nhưng rồi, người reo lên. Pháo của ta, anh em ơi, bắn ghê quá. Một trận chiến đấu mới đã diễn ra dồn dập ở mép sân bay phía Tây, nơi ký điểm 206B, cách đó hơn 100 mét. Một đơn vị của 312 đã được lệnh nhổ bật cứ điểm này. Cũng như đêm trước, lần này địch cũng cho một đại đội Lê Dương từ Mường Thanh ra tăng viện. Cả ba lần chúng định vượt qua, đều bị đánh bật trở lại. Trận đánh kéo dài mãi cho đến 4 giờ sáng với kết thúc. Tàn quân địch ở 206B chạy về Mường Thanh đều bị đại đội 3 bắt sống. Số địch ở Mường Thanh ra cũng bị chặn đánh kịch liệt, chúng lại phải rút về. 4 giờ sáng, quốc trị cầm ống nói báo cáo trung đoàn trưởng. Báo cáo đồng chí, trận địa sân bay vẫn vững, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đảm bảo hoàn toàn làm chủ sân bay. Tiếng của Trung đoàn trưởng Nam Hà Thân mật vọng lại. Tốt lắm. Đống chi tin cho toàn thể anh em biết, cấp trên vừa quyết định tặng thưởng tiểu đoàn lũng phẩy huân chương quân công hạng 3 với thành tích đã cắt đứt cái dạ dày của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ. Hãy sẵn sàng tinh thần để đánh vào khu trung tâm chỉ huy của giặc. Hết phần 30. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.